Sao con này để riêng? Con này đấy thì em để một tí bán nhiều tiền. À, con này bán 600 cả. À, lý do gì bán đắt thế? Hot nhiều. Hot nhiều hơn. À, à con này hot nhiều thuần lắm nhỉ? Đây vành khuyên. Con vành khuyên này bán rất đắt. Có mang vành khuyên đi mồi không? Còn đi bắt bấy à? Có không là bấy à? À. Đấy, hot rất đẹp. Con này nó bị ấy hết rồi nhỉ? Hơi xấu hơn. Xấu hơn luôn. Đây, con này là 8 lít này anh em này. Đấy, 800. Con này rất là thuần rồi luôn. 8 lít. Quá thuần rồi. Hơi tiếc rồi. Hơi tiếc đúng không? Bác hết tiền uống rượu bác cũng phải bán đấy. Hết tiền uống rượu bán thì nào uống rượu. Kim gì đây? Không phải kim gì? Màu rất đẹp, kim nhé. Không mày á? À, không á? Hả? Cái tưởng là luôn đồ mày. Phóng đi. Con này con chip anh à? Của anh à? Ờ. Đấy được rồi. Kim này bây giờ mua 1,5 triệu, con này bán 15 triệu. Ờ. Đây được giá mình nuôi thuần đúng không? Đúng rồi. Con hay mình phải mất công ra thuần dưỡng cho nó. Thuần hóa nó. Bắt về mới được bao nhiêu? Ờ, tuần hơn. Tuần tuần con này con là con đực ấy nhỉ? Được chim trống ấy. Trống rồi nhỉ? Con này huấn luyện trọi được nước giống chim trống. Bây giờ chủ yếu về mái thôi. Về mái à? Ờ. Con này chủ có lại kim chí nha. Em
Trong màu. Đấy các bạn nhé, thì mình vừa đưa các bạn đi tham quan một vòng chợ chim ở trong khu vực chợ chim của thành phố Lạng Sơn. Đấy, bạn nào thích chim thì các bạn đến đây chơi và chọn những con chim mình yêu thích nhất. Video mình xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Chào các bạn nhé. Hiện tại là mình đang đứng ở trung tâm chợ chim của thành phố Lạng Sơn đây. Đấy, hôm nay là ngày phiên chợ ngày 17, là phiên chợ bờ sông. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan chợ chim của thành phố Lạng Sơn một vòng các bạn nhá. Khu vực này là anh em đang bán rất nhiều phụ kiện cho chim đây, cả phụ kiện. Đấy, đầy đủ hết. Đấy, còn khu vực này thì anh em đang mang chim ra để ngắm cảnh, ngắm chim thôi, vừa ngắm vừa bán đây. Mày mồi dạo này cái năm có cái hiện chào màu chẳng có chuyện mùi à thì mày bắt đầu đâu đâu đó cho nó phần kia xong đó là có gì con nào cũng hot này thế chuối này như kiểu gói lắm rồi lông chân chuối là nó rồi thấy chào màu cám gà lông này tay đây là rồi nhéo hot nữa lúc đầu 2-3 ngày cứ gặp. Toàn chà màu thì cũng mà đặng rồi đấy đấy. Đấy. Rất nhiều anh em mang chim ra chơi. Đây, khu vực này có một số bác đang ngắm chim gì đây. Bao nhiêu tiền đây chai đấy? Con chào vào. 6.000 á. 6.000 mua được. Cào cào đúng không? Cào cào chăn chim. Tại 6.000 mà không? Thế thì bắt cào cào được chứ. Chơi cho là ông ấy chụp chim chọi ác ấy. Chim chọi ấy. Úi giời. Cái gì béo mà đấy, kênh mình vừa đưa các bạn đi tham quan một vòng chợ chim rồi. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua chim hay đến chợ chim chơi thì các bạn cứ đến với chợ chim Lạng Sơn. Rất là nhiều chim đẹp, rất là nhiều phụ kiện cho chim và nhiều chim rất là rẻ. Chào các bạn nhé.